Kính thưa anh chị em, chúng ta thấy khi tạo dựng vũ trụ, rồi Chúa Giêsu dựng nên con người, Chúa Giêsu đã nắn con người từ đất, và rồi Chúa Giêsu thổi hơi vào con người. Thổi hơi vào con người có nghĩa là thổi sinh khí, thổi thần khí của Thiên Chúa vào con người. Và như thế, con người chúng ta có sự sống. Rồi nếu chúng ta đọc sách Khởi Nguyên, chúng ta cũng sẽ thấy khi tạo dựng vũ trụ thì thần khí Chúa đã là trên mặt nước. Là trên mặt nước có nghĩa là làm cho mặt nước có sinh khí, có sự sống, và các loài cá ở dưới biển, các loài cá ở các sông ngòi đều sinh sôi nảy nở và sinh sống một cách rất thoải mái. Chúng ta thấy đó là một cái điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Kính thưa anh chị em, có một linh mục kể một câu chuyện vui sau đây. Ngài kể chuyện rằng Đức Chúa Cha nói với Đức Chúa Con rằng: "Hôm nay ta muốn đi thăm núi Sinai, bởi vì ta đã thăm núi đó một lần rồi. Bây giờ ta sẽ thăm núi đó một lần nữa." Chúa Con cũng nói với Chúa Cha rằng: "Hôm nay con sẽ thăm Jerusalem, vì Jerusalem nơi người ta đã giết con." Rồi Chúa Cha và Chúa Con nói: "Chúng ta cùng đi." Sau đó Chúa Thánh Thần thì muốn đi thăm Vatican. Và Chúa Cha hỏi Chúa Thánh Thần: "Tại sao Chúa Thánh Thần lại đi thăm Vatican?" Chúa Thánh Thần thưa với Chúa Cha rằng: "Tôi muốn đi thăm Vatican bởi vì tôi chưa lần nào được thăm nước Vatican, thăm nước của Đức Giáo Hoàng." Kính thưa cộng đoàn, trong một bài giảng diễn từ, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Hãy mở rộng lòng ra để Chúa Thánh Thần ngự trị vào cõi lòng của anh chị em. Nếu anh chị em không mở rộng cõi lòng ra thì Chúa Thánh Thần sẽ không khi nào ngự trị vào được trong tâm hồn của anh chị em." Và như thế, chúng ta thấy chúng ta có thể làm được những điều hơn thế nữa. Anh chị em biết, sau khi Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh, thì các môn đệ của Chúa, một số đã bỏ về quê để làm nghề cũ của họ. Một số thì vào trong nhà để đóng kín cửa nhà vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đã hiện ra và nói với các môn đệ rằng, thổi hơi trên các môn đệ và nói rằng: "Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, và các con cầm giữ ai thì tội người ấy bị cầm giữ." Các môn đệ của Chúa, từ những con người nhát đảm, tầm thường, sợ sệt, đặc biệt là sợ người Do Thái bắt mình và đóng đinh mình cũng như đóng đinh thầy của mình, các môn đệ đã trở thành những con người can đảm, mạnh mẽ và văn minh. Và các môn đệ đã tung mình ra đi khắp nơi để rao giảng tin mừng cho Chúa. Và rồi thưa cộng đoàn, anh chị em chúng ta biết, các ngư phủ chỉ là những người rất tầm thường, là những con người không có học, nhưng Chúa Thánh Thần đã biến đổi họ, làm cho họ trở thành những con người rao giảng tin mừng một cách rất thuyết phục. Những bài giảng của các ngài đều là những bài giảng đem lại cảm hứng cho người khác và thuyết phục người khác một cách rất sâu sắc. Chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần mạnh mẽ như thế, và vai trò của Chúa Thánh Thần làm cho các môn đệ và làm cho nhân loại chúng ta được một sức mạnh, rồi chúng ta được ơn soi sáng
chúng ta được ơn thông hiểu, chúng ta được ơn trí chi, chúng ta được ơn phân biệt sự trái sự phải. Chúng ta biết tất cả những điều chúng ta cần làm và những điều chúng ta không được làm. Vậy thì, thưa cộng đoàn, Chúa trao cho các môn đệ của Chúa kho tàng đức tin. Kho tàng đó là một kho tàng quý giá vô cùng. Cho nên Chúa cũng trao cho các đức giáo hoàng là những người thay mặt Thánh Phêrô ở trần gian này cái kho tàng đức tin đó, để các đức giáo hoàng ban phát cái kho tàng đức tin đó cho nhân loại chúng ta, và để nhân loại chúng ta hiểu thấu rõ ràng cái kho tàng đức tin mạnh mẽ mà Thiên Chúa trao phó cho các môn đệ và trao phó cho các vị đại diện của Chúa ở trần gian này là các đức giáo hoàng. Anh chị em biết vào năm 1963, khi giáo hội bầu lên một đức giáo hoàng là Đức Thánh Gioan 23, một ông cụ già 80 tuổi. Và khi 80 tuổi thì Đức Hồng Y đó mới được bầu làm giáo hoàng. Và người ta nói rằng Đức giáo hoàng này già quá rồi, chắc không thể làm được cái gì cả. Nhưng khi Ngài triệu tập công đồng Vatican II thì anh chị em biết rằng một luồng gió mới đã thay đổi toàn bộ giáo hội của Chúa ở trần gian này. Và như thế, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã làm được một việc kỳ diệu mà con người chúng ta không thể nào ngờ được. Vậy thì, cái việc Ngài triệu tập công đồng là một phép lạ. Cho nên khi phong thánh, đó là một phép lạ mà giáo hội chúng ta lấy để cộng vào những phép lạ Đức Giáo Hoàng làm tiếp để rồi phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Vậy thì sáng nay khi chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần tới để biến đổi chúng ta. Chúa Thánh Thần đã biến đổi chúng ta khi chúng ta chịu phép thêm sức. Anh chị em, Đức Giám Mục đã ghi ấn tín của chúng ta bằng dầu thánh ở trên đầu và nói trên trán và nói: hãy con hãy nhận lấy ấn tín Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy khi chúng ta nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, chúng ta có sức mạnh của Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần soi sáng cuộc đời của chúng ta, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta đi trên con đường của chúng ta theo Chúa. Và như thế chúng ta sẽ sống mạnh mẽ trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Nguyện Chúa Thánh Thần ban bảy ơn xuống cho mỗi người trong chúng ta, để khi chúng ta có bảy ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ có sức mạnh của Chúa Thánh Thần hầu chúng ta giữ đạo, và chúng ta giữ đạo một cách tốt đẹp, một cách sâu sắc. Amen.